Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một trụ tinh thể thạch anh trắng đã được mài đánh bóng từ đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Trước tiên sẽ tiến hành soi đèn, quý vị thấy độ thông đèn của đá nhé. Độ thông đèn cực tốt luôn này. Vì nó là dòng tinh thể cho nên độ thông đèn cực tốt. Soi ánh sáng vàng quý vị thấy này. Độ thông đèn rất tốt luôn. Ở đây nó có một cái kẽ nha, kẽ này, kẽ này là cái đường rỗng ở trong viên đá quý vị nhé, không ảnh hưởng gì cả. Tác phẩm này thì có chiều cao của đá từ trên đỉnh xuống dưới này là 23 cm, bề ngang điểm rộng nhất điểm này là 12, điểm trên này chắc là hơn một chút là khoảng 13-14 rồi đấy. Và tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 4,7 kg. Và riêng đá không viên này nặng là 4,2 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị với giá là 1.800.000 đồng. Nếu quý vị quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0354 099 099. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, nếu sai thì đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0354 099 099.